Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lợi ích cả kẻ còn người mất phẩm thứ bảy. 1. Khuyên tu thánh đạo. Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù sinh tâm động niệm không chi chẳng phải là tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, còn khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Nhưng hạng người trên đó như kẻ mang đá lặng đi trong bùn này, càng nặng thêm lần, càng khô đốn thêm lần, chân đạp những nước sâu. Những hạng người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùng đá bớt cho, hoặc là đội dùng hết cả, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắng người ấy làm cho mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi bùn này đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mày muốn rồi lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mang chung, thời cha mẹ cùng hàng thân quyến lên tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo khăn lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung hoặc là ở nơi vốn thức nghe biết. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo, đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo. Song nhờ hàng thân quyến thì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó cũng thảy đều tiêu sạch. Lại sau khi người đã chết, có thể trong 49 ngày, vì người đó mà làm nhiều việc phước lành, thời có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo, được sanh đến cõi trời hoặc sanh trong loài người, hưởng đến nhiều sự rất vui sướng. Và kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Bởi vì cớ trên đây nên nay con đối chức Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời đồng tám bộ chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi diêm phù đề: ngày năm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảy muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu lặng hơn thôi. Giả sử người chết đó ở đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị đi lúc lâm chung, hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy ung lị, phải đối biện, chậm sanh vào chốn lành. Huống gì là người chết kia lúc sanh tiền chưa từng làm được chút phước lành nào, thời cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo, hàng thân thuộc nữa nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, việc nương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ nâng cặn lại gời một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ lặng lè thêm. Đánh Đức Thế Tôn, còn xem xét những chứng sanh trong cõi trường phù đề ở nơi dân giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng mảy lông sải tóc, một cát một mảy bụi nhỏ, rồi tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. 2. Trưởng gia bạch hỏi. Lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời đó vừa xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính và bạch hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi diêm phù đề có chúng sanh nào lúc lâm chung, hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ, vì người trước đó mà tu các công đức, cho đến thiết trai cúng dường, làm những việc phước lành, thời người trước đó có đặc lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Và kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Lạy ông trưởng giả, này ta vì tất cả những chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, lương lời oai thần của Đức Phật mà nói được về việc đó. Lạy ông trưởng giả, tất cả những chúng sanh ở hiện tại và vị lai, lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người lại mạng chung, hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ, vì người chết đó mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức người chết nhờ đặng 1 phần, còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cớ chân đây nên những người thiện nam thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành, thời đặng hưởng trọn phần công đức. Còn quỷ dữ vô thường kia không hiện mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong khoảng 49 ngày nhưng ngơi như điếc, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ, hơn nữa là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi 49 ngày, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián, thời phải đọa vào địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong 1000 kiếp muôn kiếp.
Lại vậy nữa, này ông trường già, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung, hàng quân dùng thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó. Thời khi sắm sửa chưa rồi, cùng trong nước đương làm, rồi có đem nước gạo, lá rau, vân vân đổ vãi ra lấy đất, cho đến những thứ đồ ăn chưa dung cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó chọn không được mấy cước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch, đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời trong 7 phần công đức, người chết hưởng được 1 phần. Lạy ông trưởng giả, vì thế lên những chúng sanh trong mỗi chuyên phù đề, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thời những người như thế, kể còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời này xong, tại cung trời Đo Lợi có số nghìn mức La Do Tha quỷ thần cõi chuyên phù đề đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện vui mừng, vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.